Chào các bạn vào xem thử làm một chậu cảnh riêng cho mình. Clip này là mẫu cơ bản để làm ra một chậu kiển. Các bạn vào xem và giới thiệu cho các bạn bè vào xem. Rút tỉa kinh nghiệm cho việc làm chậu kiển và giúp cơ sở có thêm động lực các bạn nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Sau đây cưng sẽ review cho các bạn xem những mẫu chậu cơ bản mà ở cơ sở của cưng là xuất ra thị trường rất là chạy. Như mẫu chậu này là chậu 8 tấc, chậu hoa văn. Chậu hoa văn là phương pháp mà chúng ta cưng đã quay và làm ra đó nghe cả nhà. Còn như đây thì nó có dòng xây luôn, dòng xây bạc đạn, mình có thể xây dần dần được nha cả nhà. Còn như đây là mẫu chậu tròn. Chậu tròn này là cưng sơn màu sô-cô-la, màu trắng với sô-cô-la rồi những vàng. Mẫu chậu này là những cái loại chậu này là ở cơ sở cũng bán rất là chạy nha cả nhà. Còn như đây là lục giác nhỏ màu xám đen mà ở cơ sở cũng bán rất là được. Với cái chậu này là hôm bữa cũng mới quay xong mà chưa có thời gian để là sơn cả nhà. Rồi cái này là chậu ly, cái chậu ly mà hôm bữa đó tôi cũng đã mới vừa quay xong. À, thì sắp tới đây bữa nay thì tôi cũng sẽ sơn và giao cho khách hàng. Còn như đây là lục giác bảy mươi cúc trúc mai. Ở cơ sở cưng là những cái mẫu chậu này bán rất là chạy. Còn như ở đây là chậu 1 mét, mẫu chậu mai vàng. Ở của cơ sở cưng á, thì những cái loại chậu mẫu mai vàng thường này thì từ 3 tấc cho đến 1 mét cưng bán rất là được. Ở nơi cơ sở của cưng á, thì cưng có bán cả chậu là bỏ mối, bán sỉ bán lẻ gì cũng đều có hết nha cả nhà. Mà nếu cả nhà xem á, thì cả nhà hãy nhớ đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ để mà ủng hộ cái cơ chậu kiển của cưng cả nhà. Còn sau đây cưng sẽ giới thiệu cho cả nhà xem cái mai nhà cưng. Đó. Đây. Đây là cây mai của nhà cưng. Cây mai này là lúc trước nó ở trên giữa sân nhà cưng á, từ khi mà cưng đã mở cái cơ sở thì cưng mới bứng cái cây mai này vào cái chậu. Hồi lúc cái cây mai này nó ở giữa sân nhà cưng á thì nó rất là lớn, tàn nó to lắm luôn, nhưng mà cưng mở cơ sở rồi nó án quá, thử ra cưng mới bứng cái chậu này. Cái loại chậu này là mẫu mai vàng cưng bán rất là chạy, khách hàng thời gian khác nữa thì dành thời gian để là chăm sóc cho cha mẹ già, muốn cha qua tiện thì tôi cũng
ta mê lắm nhưng mà không có nhiều. Vì vậy cho nên đó là cho cả nhà mình xem cái làm cái nghề chậu kiển này nè, mình cũng là có một cái ý tưởng và đam mê đó. Vì vậy cho nên nó cưng là muốn cho cả nhà mình biết là chơi về hoa kiển thì nó cũng rất là thú vị, mà cả nhà mình thấy thích thì hãy làm cho mình một chậu kiển cảnh thật là dễ thương để mà mình chơi cả nhà. Còn nhưng mà những cái loại chậu này đối với cưng ở đây là cũng bán được, tại vì cũng có một số lô chậu cưng đang quay á, mà những cái không sắp tới ngày mai đó thì cưng sẽ review cho cả nhà mình xem những mẫu chậu mà ở đây cưng thường xuất ra bán được và giao cho khách hàng, là những cái mặt hàng mà ưa chuộng của cưng. Còn như những cái mặt hàng này là cưng bán cũng rất được, cho nên ở cơ sở của cưng nó theo như là cưng nghĩ thì ở vùng quê mà cơ sở lúc cưng có những mẫu chậu như vậy là rất là đạt rồi đó. Còn những nhiều mẫu khác nhiều hơn nữa thì mình phải bỏ vốn đầu tư rất là nhiều, mà với lại mình xuất ra thị trường nó hơi chậm á, là vốn đầu tư mình nặng lắm. Như hồi lúc mà cưng mở cơ sở này là cưng chỉ hai bàn tay trắng thôi, là một cu ly phụ hồ á, là từ hai bàn tay trắng dương lên, mà cho đi đến ngày hôm nay thì nói chung là cả vấn đề đối với cưng mà chứ không phải là dễ đâu nghe cả nhà, rất là khó đó cả nhà ơi. Vì vậy á, cưng cũng mong cả nhà mình xem được cái clip này của cưng á, xin cả nhà hãy đăng ký kênh, bấm một like, chia sẻ để ủng hộ cái kênh chậu kiển Quỳnh Tùng của cưng nha cả nhà. Xin chào cả nhà. Tiếp theo đây cưng sẽ review cho cả nhà xem những cái mẫu chậu mà hôm nay cưng mới vừa làm xong nè đó. Cưng lật lên là chạy miệng xong rồi đó cả nhà đó. Rồi cưng cũng là giới thiệu cho cả nhà mình xem luôn. Hôm trước ngay cái mé bên đây cái cơ sở của cưng nè, rách tả tơi mưa dột. Hôm nay thì cưng đã đâm ra cái tiền chế nè, cả nhà cưng nới ra được rồi đó cả nhà đó. Cưng nới rộng cái cơ sở của mình ra rồi. Vì ở xã của cưng á là mấy chú nhà nước á, người ta nói là cũng như là đề xuất cho cưng là người phụ nữ khởi nghiệp, làm phụ nữ có tay nghề á, cho nên á, nhà nước á, hỗ trợ cho cưng vay tiền để mở rộng cơ sở ra, thành thử ra, cho nên á, cưng mới vừa làm cái cơ sở xong mà nãy cả nhà đó. Cưng đắp nguyên cái dãy ụ cát này rồi để ngày mai cưng quay. Đây là mẫu chậu mai vàng 5,5 tấc nha cả nhà đó, 5,5 tấc. Rồi ở đây á, là mẫu mai vàng luôn mà loại mẫu khác, đây là mẫu chậu 5 tấc đó. Rồi ở đằng sau này thì cưng đang đổ đất rồi và cưng đã dừng to ở lập tên ở trên xong rồi nghe cả nhà nè. Rồi ở đây là cưng đã xây xong để mà bọc đất lại để thôi mưa là nó tạt đó, chạy dài ra ở phía đằng sau rất là nhiều đó. Mấy những cái trụ này là để cưng chôn và cưng sẽ quay chậu đó, rất là dài nghe cả nhà đó. Bây giờ là cưng không có còn sợ là mưa gió gì nữa hết á cả nhà ơi, không có sợ tạt sợ giọt gì, có chỗ là để xi măng. Cưng rất là mừng, biết rằng là cưng làm ra đây thì phải là thiếu nợ rồi đó nghe cả nhà, nhưng mà cưng mừng, mừng gì mà mình có chỗ nơi để làm. Thì từ hồi trước tới giờ nói chung là cưng cũng đi làm cực khổ lắm, từ khi cưng mở cái cơ sở này lên đó thì nói chung cuộc sống thì cũng không có dư đâu, thì cưng làm được ngày nào ăn ngày đấy, tại vì cưng có cha mẹ già đó bệnh nặng á, cho nên cưng làm gắng cố sức làm để báo hiếu lo cho cha mẹ của mình đó. Thành thử ra là cưng tích cực mừng dữ lắm mà không có mướn ai hết, dài lắm nghe cả nhà đó, cả nhà xem đi nè đó, rất là dài đưa ra đằng sau luôn đó. Rồi những cái chậu này là thì ngày mai cưng sẽ bắt đầu tiến hành quay. Đây là 10 cái ụ cát, 10 ụ cát này là một ngày mai là cưng sẽ làm xong nha cả nhà. Một thì nếu mà cưng làm xong thì trong một ngày thì có thể là 5 ụ này thì có thể cũng rồi sớm chứ không có trễ, tùy theo là cái khả năng mình làm, mà muốn lẹ thì lẹ, muốn chậm thì chậm, mà tăng tốc thì nó lẹ chút, còn tăng tốc thì nó hơi chậm chút.
Nhưng mà đối với cưng thì cưng làm cũng là rất lẹ, tại vì cưng phải còn dành vào thời gian cho những việc khác nữa cả nhà ơi, chứ không có phải là do quay cái chậu này xong thôi, có nhiều thời gian để là làm nhiều những cái việc khác nữa, chăm sóc gia đình nữa, rồi làm việc nhà nữa, chứ không phải là cái quay chậu này không. Thành thử ra cực lắm cả nhà ơi. Nè cả nhà nhìn xem đi, cái cơ sở của cưng bây giờ nè, nó trống lỏng hết trơn rồi nè cả nhà, nó chỉ còn lại không có mấy mẫu chậu hết trơn đó cả nhà thấy đi đó, nó trống tới vậy đó. Đó đó, tại vì hôm trước cưng giao mấy xe tải cho khách hết trơn rồi, bây giờ trống đồ rồi, khi mà cưng quay ra được khoảng mấy trăm chậu là cũng là mệt lắm á nghe cả nhà, là phải siết cố gắng lắm, khi cưng làm không kịp á thì tăng ca đó, nó trống lỏng hết trơn rồi nè. Đó đó, cả nhà nhìn đi, nó trống lỏng hết trơn rồi, nó chỉ còn có mấy cái chậu thôi, nó không có còn nhiều nữa nè. Đó nó cả nhà thấy như là cái lục giác này nè, đó mấy cái mẫu này nè cưng bỏ mối cho khách hàng á cũng là rất là được đó. Như cái mẫu chậu tám đây nè, mẫu chậu này là mẫu chậu tám tấc nè cả nhà, nhìn nó cũng rất là dễ thương, nó có cái chân đôn của màu xám luôn, nhưng mà hôm trước á là có khách hàng ta mua nên cưng bán rồi, rồi cưng lấy ginh để đỡ lên cái chân đôn màu này, nó không có giống màu đó. Cưng còn còn những cái chậu không có thời gian để sơn đó, như hai cái chậu này nè có thời gian, chưa có thời gian sơn nè cả nhà ơi. Đó, cả nhà nhìn thấy những cái chậu này thì đây là những chậu khuôn mà mình đổ ra nè cả nhà đó, là cưng tự phối màu rồi mình sơn, rồi cũng có là giả đá nhiều màu lắm, rồi tùy theo khách hàng, nhiều khi khách hàng người ta đặt màu nào thì mình làm màu đó. Nó cả nhà xem đi, nó chậu này là 1 mét, rất là dễ thương, nó hơi bầu bầu, còn với như cái chậu ở trong này thì nó khác mẫu nữa cả nhà, nó không có bầu hung, nó cái đít nó hơi gọn tí. Đó, như cả nhà thấy cây mai của cưng như thế nào, cưng rất là cưng đó nè cả nhà, cái kỷ niệm của mẹ cưng đó, hồi còn trẻ mẹ cưng trồng đó, bây giờ mẹ cưng ăn còn không xong nữa, có đâu mà trồng nổi cả nhà ơi. Vì vậy cái nhà, cái cây mai nhà cưng nè, cây mai này cưng quý lắm á cả nhà đó. Đó, vì vậy là cho nên á cả nhà mà xem cái cơ sở của cưng á thì xin cả nhà nhớ ủng hộ cưng nha cả nhà, hãy đăng ký kênh, bấm like chia sẻ để ủng hộ tinh thần và cho cưng có động lực để cưng làm, rồi cho cưng có thêm thu nhập để mà trả khoản nợ mà nhà nước đã cho cưng vay đó nghe cả nhà. Cả nhà nhìn thấy cưng nè đó, cưng sẽ review cho cả nhà mình xem cưng có được cái mái nhà này luôn, là mái nhà này là nhà tình nghĩa nhà nước đó, cho ba cưng đó, có nghe cả nhà, cái nhà đó là nhà tình nghĩa. Còn như cái nhà ở đằng sau này á, thì cái nhà cũng tình nghĩa luôn, mà tình nghĩa của bà nội cưng, mà bà nội cưng qua đời để lại cái nhà cũ kỹ hư lắm rồi, rồi dột nát mà sụp hết trơn rồi, hai vợ chồng cưng đi làm hồ rồi dành dụm mới cất lên được cái nhà này nè cả nhà ơi. Đó rồi bây giờ coi như là cũng có được cái mái ấm rồi, là cũng đỡ hơn hồi đó, nhưng mà vẫn còn thiếu nợ, còn phải lo trong lo ngoài nhiều lắm cả nhà ơi. Thấy vậy chứ mở lên được một cái cơ sở là cả vấn đề đó cả nhà, chứ không có phải là đơn giản đâu. Vì vậy cho nên á cả nhà xem thì cả nhà hãy giúp cho cơ sở của cưng á là có thêm động lực á, rồi để cho cưng được á là ngày càng phát triển nha cả nhà. Cả nhà xem, mà cả nhà giới thiệu cho bạn bè vào xem để ủng hộ cho cưng nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy sao mấy cái ụ cát này nè, đó hôm nay cưng mới đắp xong á cả nhà ơi. Đó, hôm nay cưng sửa là ụ cát đầu lại nè, rồi làm ra phía sau cho nó dài ra, mà chưa có thời gian để chôn mấy cái trụ xuống nữa nè. Khi mà ngày mai quay xong cái này thì tiếp tục làm tiếp, hầu như ngày nào cưng cũng làm, không có ngày nào mà cưng được nghỉ hết á, làm suốt ngày nào cũng như ngày nấy. Có cái làm cái nghề này nè cả nhà biết không, cái nghề chậu này ha, khi mà mình mệt mình không có sức, không có mặn nổi, có đôi lúc cưng cũng đuối, là giống như là cái người mình nó không có sức để làm á, đứng mà làm như đứng không nổi luôn á cả nhà thôi, chứ không phải giỡn đâu. Nhưng mà khi mà không làm nổi nữa thì không làm luôn, chứ làm như không có tâm trí để làm được gì hết, không có sức làm có được, làm không có nổi đó.
suy nghĩ nửa buổi hoặc một ngày, xong rồi khỏe lại rồi bắt đầu tiếp tục làm. Cả nhà xem đi đó, ở thẳng hàng sau rất là dài ha cả nhà. Cho cả nhà xem để cả nhà mừng cho cưng ha, không có còn mưa gió nữa nè. Hôm trước cưng leo lên trên nóc nhà cưng dở xuống nè, nay cưng làm được lại rồi đó, cưng mừng lắm rồi đó cả nhà. Vì vậy hả, cưng rất mong cả nhà mà thương tình á, ghi xem á, nhớ mà đăng ký kênh cho cưng đó nghe cả nhà, bấm like nè. Mấy cái chậu bẫy này nè cưng mới quay xong hôm bữa đó cả nhà, đây cưng chưa có lật lên được nữa nè, mai là cưng sẽ lật lên và làm miệng. Đó, những cái mẫu chậu này cả nhà nhìn thấy thế nào, nó cũng rất là dễ thương á cả nhà, miệng chậu rất là bóng ha. Đó, đây nhìn đi cả nhà, nhìn xem đi, miệng chậu rất là bóng luôn á đó. Còn những cái chân đôn, nói chung đó, như mấy cái chân đôn của cưng chắc ở đó đó bán cũng được, là cái khách hàng mà người ta mua lẻ người ta lại xài nhiều hơn là mình bỏ mối. Nhiều khi người ta cũng kêu đặt bỏ mối là mấy chục cái á, rồi khi mà mình làm có thời gian thì cứ quay rồi dựa sẵn để như vậy, khi khách kêu thì có đó. Chứ không mà mình không quay bỏ sẵn để đó thì nhiều khi khách kêu á, khách hỏi thì không có, rồi chờ lâu không được á thì mình cũng phải làm, mà làm thì rất là lâu cho nên là người ta sẽ không lấy. Vì vậy mình phải làm để thủ sẵn ở đó, khi mà khách kêu thì có. Vì vậy cho nên là mong cả nhà hãy ủng hộ là kênh chậu của cưng nha cả nhà, kênh chậu Quỳnh Tùng của cưng. Bây giờ cũng nới ra đằng sau rất là rộng luôn đó. Ở đằng trước này đây, ở đằng trước này thì ở khoảng trống này thì cưng sẽ để là cưng quay chậu 1 mét, rồi 8 tấc, 9 tấc, 7 tấc là ở khu này đấy, khu này, khu trống này đây. Còn thụt lùi vàng sau này á, thì cưng sẽ quay chậu nhỏ đó, như mấy cái trụ này, mấy cái trụ chưa chôn là thì cưng sẽ quay chậu 3 tấc, 4 tấc đó, 3 tấc rưỡi, đặng mình ginh lên đằng trước á, nó nhẹ nhàng hơn á cả nhà. Còn như mà đi tuốt ra đằng sau này ha, mà quay mấy cái chậu bự á, rồi tới mình dựng chuyển lên đằng trước rồi nó cực á nè, tại vì nó hơi xa xuống dưới đây rồi mình khiêng lên nặng lắm, cực lắm đó. Vì vậy đó thì mong cả nhà xem á, thì cả nhà nhớ hãy ủng hộ cưng ngay cả nhà. Vậy thì cưng chúc cả nhà mình xem cái clip này vui vẻ, chúc cả nhà hạnh phúc nha cả nhà. Xin chào cả nhà. Bây giờ thì tiếp theo đây thì cưng sẽ giới thiệu cho cả nhà mình xem, đây là những mẫu chậu mai vàng, đây là chậu bảy, rồi còn mẫu chậu này là mẫu chậu năm. Tự nhiên mẫu chậu này cũng là chậu năm mà hai mẫu đều khác nhau cả nhà. Còn như mẫu này cũng là mẫu khác nữa mà là 5 rưỡi. Đây là mình phải còn 10 nữa, 2 rưỡi. Còn mẫu đẹp này là mẫu chậu năm. Mấy mẫu này là mấy cái lưỡi dao mà cũng mới làm ra đó cả nhà. Thì tôi sẽ giới thiệu cho cả nhà xem những cái mặt hàng này nè, ở cơ sở của cưng là bán rất là chạy nha cả nhà. Rồi tiếp tới đây cưng sẽ cho cả nhà xem tiếp. Đó, rồi, đây. Đây là mình những cái mẫu chậu này của cưng. Như chậu này là chậu chính, cũng là mẫu mai vàng luôn. Còn ở đây là 5 rưỡi, còn ở đây là 5 rưỡi 5. Ở đây là khách hàng ở đâu chuộng nhất là những cái mẫu này, là đến tiền mà lại. Chậu bonsai đủ thứ chậu, mà hổng thầy cưng chưa có quay chân đôn với quay chậu bonsai,
thì để mấy bữa nó cũng sẽ quay cho cả nhà xem cả nhà đó. Những cái mẫu chậu này là cưng bán rất được. Vậy thì cả nhà xem á, cả nhà thấy thích thì cả nhà nhớ đăng ký kênh, bấm nhiều like, chia sẻ để ủng hộ kênh cả nhà. Đó. Thì cưng cho cả nhà xem những cái mặt hàng này cưng bán rất là được. Tại dùng thô mà chậu kiểu thì người ta ngán tiền cả nhà ơi. Đó. Nhưng mấy mẫu chậu này là cưng bán rất là được nha.